Chào mừng tất cả anh em lại quay trở lại với series hỏi đáp vào tối chủ nhật hàng tuần của Normal Computer. Và lại là mình Thế Anh. Còn mình là Phạm Hải, bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nhá. Anh em hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Normal Computer để nhận ngay mã giảm giá NO1300, giảm trực tiếp 300.000 khi mua mỗi laptop bất kỳ tại Normal Computer. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phần mô tả để anh em có thể tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu video thôi nào. Với câu hỏi đầu tiên là con có một bạn Hưng Trần hỏi trong video con Legion 5 2023 ấy. Là bạn hỏi con 7840H và con 7840HS thì có khác nhau nhiều không? Đúng là AMD năm nay làm cũng hơi lú hơi dùng nhỉ. Nào thì 7840H rồi 7840HS này, rồi Legion 5 lại có bản thì dùng H, có bản thì dùng HS, chả biết đường nào một lần. Trước đây thì mình có test thì đúng là H với HS là cũng khác nhau khá là nhiều đấy. Nhưng mà đặc biệt nhá, ở trên Ryzen 7 7840HS và Ryzen 7 7840H thì nó lại không có quá nhiều điểm khác biệt đâu. Đấy, thì Legion 5 quốc tế thì hay được trang bị là Ryzen 7 7840HS. Còn Legion 5 nội địa chung thì lại được trang bị là Ryzen 7 7840H. Thì đấy, trong cái video mà bạn có hỏi ấy, thì đấy là phiên bản nội địa chung nhá. Nên là chúng ta sẽ có cấu hình Ryzen 7 7840H và RTX của chúng ta là 4060. Thì đấy, như thế mà mức giá có 25 triệu vẫn phải suy xoa cái đấy nhá. Và như đã nói rồi đấy, thì phiên bản nội địa chung của chúng ta dùng chip H. Còn nó cụ thể nó so sánh hai cái con này như thế nào thì để Thế Anh so sánh nhá. Ok, thì với cái con 7840H và HS thì đấy, như anh Hải nói rồi, H thì nó là phiên bản của Trung Quốc, còn HS thì là sử dụng cho thị trường quốc tế, thế nên là hiệu năng gần như là nó sẽ không có gì khác biệt cả. Thì ở đây thì so sánh về hiệu năng thì mình thấy ra là hai cái bảng này nó giống hệt nhau rồi, đều là 7840, thế nên cái số nhân luồng nó sẽ như nhau, đều là 8 x 16 luồng đấy. Và cái xung nhịp thì cũng sẽ là cùng xung nhịp là 5.1 GHz. Giữa hai con chip này thì chắc là về thông số thì không có gì khác nhau được nữa rồi ấy. Đấy, đều sử dụng cái TDP là 35 đến 54W và công nghệ là Gen 4, có tích hợp AI để có thể là tùy biến cũng như thay đổi theo cái quá trình chúng ta sử dụng. Đấy, thực tế thì đấy là về thông số nhá, thông số thì hiền nhau rồi. Còn về thực tế thì khi chúng mình đo được bằng các phần mềm ví dụ Cinebench hay là GridMark ấy thì nó sẽ đều cho ra một cái thông số gần như là tương tự nhau, nó chỉ chênh nhau khoảng tầm 2-3% thôi. Và con HS thì sẽ nhỉnh hơn một chút xíu, nhưng mà về khả năng sử dụng trong cái thực tế thì chắc là anh em không nhận ra được. Đấy. Ok, thì đấy là một chút phân biệt cho bạn, mặc dù nó chả khác gì nhau. Rồi, một chút phân biệt dành cho bạn. Chúng ta đến hỏi câu tiếp theo nhá. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Ok. Có một bạn hỏi bạn ấy thắc mắc là shop dùng hãng nào vận chuyển thế à? Chắc là bạn này ở xa rồi, là cũng mua hàng online rồi, nhưng mà thực sự thì bên mình dùng nhiều hãng vận chuyển lắm. Bên nào cũng dùng luôn, do tiết kiệm, do nhanh, rồi EMS, rồi GNT. Nói chung là các bạn cũng không cần quá quan tâm cái vấn đề này đâu. Cái vấn đề mà các bạn cần quan tâm ấy, đấy chính là các bạn hãy kiểm tra hàng thật kỹ khi mà trước khi nhận hàng ấy. Và bên mình là bên có cái trách nhiệm giao hàng nguyên vẹn tận tay đến cho bạn. Nghĩa là sao? Nghĩa là trên đường vận chuyển mà có vấn đề rơi vỡ rồi mọc méo vân vân là bên mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và gửi cho bạn một chiếc máy mới luôn. Chứ không phải cái kiểu mà máy móc méo hỏng rồi bạn phải gửi lại bên mình sửa chữa xong rồi mới gửi lại bạn, nó rất mất thời gian. Đó, và bên mình thì sẽ luôn có thùng hộp riêng này, sẽ luôn có những cái clip quay đóng hộp các thứ để cho bạn yên tâm, và có cả mua cả bảo hiểm rơi vỡ rồi, nên là các bạn không phải lo lắng nhá. Rồi, có một cái vấn đề nữa, đấy là phí ship, có nhiều bạn có thắc mắc. Thì về cái vấn đề miễn phí ship thì bên mình thực ra là không phải là không có. Bên mình vẫn sẽ miễn phí ship cho các bạn trong cái trường hợp là nếu mà anh em mua máy bên mình nhá, thanh toán trước cho bên mình thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em. Hoặc là các bạn với trong trường hợp mà các bạn ship code ý, thì sẽ phải cọc nhá. Ship code thì các bạn sẽ phải cọc 100 đến 200 nghìn gì đấy. Thì thực ra cái tiền này cũng không phải là bên mình giữ đâu. Cái tiền này nó sẽ là cái tiền mà bảo hiểm vận chuyển. Đấy, rồi là tiền bên đơn vị vận chuyển họ giữ lại bên mình 15 đến 20 ngày bên mình mới được nhận. Xong lại là bảo hiểm đồ, xong rồi là các cái phí vận chuyển nữa. Đấy, thì với 100 đến 150 gì đấy thì bảo hành bảo hiểm cho những cái con máy 20-30 triệu anh em thì là quá rẻ rồi. Đấy, mà thực ra nhá, với những anh em
mà như thế thì chỉ là cọc thôi nhá. Thực ra là các bạn cũng không mất. Đấy, thế nên là các bạn hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần cọc trước cho bên mình là hoàn toàn có thể yên tâm nhận lại con máy hoàn chỉnh. Trong trường hợp bị ship, bị hỏng, bị vỡ hay bất cứ một cái trường hợp gì nó xảy ra thì bên mình sẽ giao một con máy mới cho bạn. Đấy, anh em cứ yên tâm nhá. Ok. Ok, đến với câu hỏi tiếp theo của một bạn là Xuân Huy Nguyễn. Ừ. À, bạn có hỏi ở trong cái video laptop văn phòng 15 triệu là bạn hỏi là em chạy quảng cáo có dòng nào 9 triệu đổ xuống ok không? Ừ. Thực ra anh em chạy quảng cáo thì thực ra bên mình cũng có chạy quảng cáo ấy, tôi không chuyên thôi. Nhưng mà cũng sẽ có một vài những cái tip, những cái kinh nghiệm chọn máy như thế này cho anh em. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải mở nhiều phần mềm này, mở nhiều tab web vân vân này, thì chúng ta sẽ cần một con CPU nó khỏe. Ừ, một con CPU khỏe để có thể xử lý các tác vụ đấy. Mà chúng ta có khi có phải chỉnh sửa ảnh nữa cơ. Đấy. Mà đấy, đấy, nhắc đến thế thì lại phải nói đến RAM nữa cơ. RAM, ừ. Đấy, chỉnh sửa mở ảnh rồi mở nhiều tab này, lại phải cần bộ nhớ RAM đủ nhiều để có thể thực hiện những cái đó nữa. Chắc là loanh quanh khoảng tầm 16GB là ừ, đủ. Đấy. Và bây giờ đấy, chỉnh sửa ảnh đúng không? Xong rồi mình chạy quảng cáo là cứ phải nhìn vào màn hình thôi. Thì rõ ràng là cần một con màn hình to này. Đấy, to để nhìn nó rõ ràng, đẹp nữa. Bởi chúng ta nhìn nhiều đấy mà màn hình nó xấu xấu thì hơi bị hạn mắt. Hơi khó chịu. Hơi khó chịu đấy. Nên là với những cái tiêu chí như vậy thì mình có thể giới thiệu cho anh em một con. Đó chính là Dell Inspiron 5577 với con chip là i5-7300HQ này, GTX 1050 này, 8GB RAM, SSD là 128 với cả 500GB HDD nữa, 15,6 inch màn hình với cả màn hình của chúng ta là Full HD thì đấy, khá là ok rồi. Bây giờ cái máy này mình chỉ cần nâng cấp lên là 16GB RAM. Nâng lên là 16GB RAM thôi. Thứ ra những cái phiên bản mà Inspiron 5577 này thì nâng RAM là thoải mái. Đấy. Em thích nâng lên 16/32 là đều ok cả. Chưa bây giờ nhiều con máy mới là nó còn hàn chết RAM còn trả cho nâng cơ. Đấy. Đúng rồi đấy. Và một cái option thứ hai dành cho bạn, một cái gợi ý thứ hai đấy chính là cũng là đến từ nhà Dell thôi, Dell Latitude 5590. Nhìn cái một tí chúng ta sẽ có chip là i7-8665U, RAM 16GB sẵn luôn và SSD 512, màn 15,6 Full HD IPS. Đấy, phiên bản này thì nâng cấp hơn so với cả con máy kia giới thiệu một tí thì giá cũng cao hơn một tí, phải hơn 9 triệu một chút nhá. Thì chút xíu thôi. Nên là mình nghĩ là hai con máy này là đủ để cho anh em có thể chạy quảng cáo rồi. Rồi đến với câu hỏi tiếp theo thì có một bạn hỏi trong video lần trước thì bạn ấy học ngành kỹ thuật là cần laptop để vẽ 2D và 3D tầm 3D. Giá 22 triệu thì anh tư vấn cho bạn thì cái với cái tầm giá 2D 3D mà 22 triệu thì cũng khá là thoải mái rồi. Ừ. Không còn là chi phí cái eo hẹp nữa đâu. Ừ. Đấy thì với tầm này mình sẽ có một vài mẫu cho bạn, có cả OLED, có cả mới 100%. Với em máy đầu tiên là một em New OLED trước đi thì sẽ là nhà Dell nhá. Dell Inspiron 16-5630 với con chip là i7-1360P, RAM 16GB, SSD 1T này. Màn hình thì là 16 inch Full HD, có cảm ứng luôn nhá. Em màn này thì sẽ là màn 100% sRGB cho thoải mái cho anh em làm 3D, 2D mà cần cái độ chính xác màu cao. Và đặc biệt hơn nữa thì em này sẽ có card đồ họa RTX 2050. Một em Inspiron nhưng lại có card đồ họa rồi. Đấy, thì thoải mái cho anh em sử dụng thôi, vừa nhỏ nhẹ, dễ di chuyển và lại còn vừa có cấu hình khỏe nữa. Còn thứ hai thì sẽ là một em máy mới đến từ nhà Lenovo là em LG15-2023 với cái con chip là Ryzen 7-7840HS này, RAM là 16GB, SSD 512GB, màn 15.6 inch Full HD 144Hz. Đấy, em này thì cũng có card đồ họa rồi là RTX 4050, nghĩa là cấu hình là siêu khỏe rồi. Với em này thì sẽ là khỏe hơn tương đối nhiều cho anh em mà cần làm đồ họa nó nặng một chút. Mà nếu mà cố thêm tí nữa thì chúng ta sẽ có hẳn một con máy xịn luôn, Acer Helios Neo 16. Cái này thì quá ngon rồi, với cũng là máy mới 100%. Vậy thì sẽ rơi vào khoảng 23.990.000 đúng không nhỉ? Đấy. Đấy thì như thế là anh em sẽ có hẳn một con máy nó VIP Pro luôn, xịn cho luôn, cho những cái mà yêu cầu của anh em. Rồi câu hỏi ở trong video lần trước nhỉ? Ừ, vẫn trong hỏi đáp số lần trước. Ừ. Thì có một bạn hỏi là con Lenovo Slim 7 16 Gen 7 nhá, có card ARC A370. Ừ. Không biết là có đủ mạnh để làm 3D không? Ừ. Với lại là con A370 này thì sẽ so sánh với con RTX nào thì chắc là bạn muốn biết là A70 nó sẽ ngang con card đồ họa dòi nào đấy. Ừ. Thì nếu mà Slim 7 mà có cái
Cạc như vậy thì là ok rồi, ARC 370M thì dùng vẽ 3D quá là ổn rồi. Nếu mà để so sánh thì có thể so sánh với cả RTX 3050 4GB thì chênh nhau một chút. Nó chênh nhau một chút, nó sẽ kém khoảng 5%. Nhiều bạn thì cứ bảo ngang bằng nhưng mà thực ra thì cũng hơi kém với RTX một tí đấy. Nhưng mà dùng con card này thì phải lưu ý một tí là chúng ta cũng phải có khoảng 16GB RAM nó mới thoải mái nhỉ. Vậy thì chúng ta đến với cỏ tiếp theo này. Có một bạn cũng là video lần trước này. Có phải video lần trước được nhiều bạn quan tâm lắm. Anh ơi, em học IT và chơi game, có lúc nghe nhạc với chỉnh ảnh ạ, tầm 22 triệu quay đầu, mong anh trả lời ạ. Thì anh tư vấn cho bạn này đi. Ok. Cũng tầm là 22 triệu đấy. Tầm 22 triệu vẫn như cái nhu cầu giống bạn ở bên trên rồi. Nhưng ở đây thì thấy là bạn chơi game nhẹ thôi, như là nghe nhạc, chỉnh ảnh là chủ yếu. Đấy thì chắc là sẽ phải lựa chọn cho bạn một con máy mà nó ưu tiên cái việc dễ di chuyển, thuận lợi di chuyển một chút nhỉ. Thì đầu tiên là có một con mình thấy là nó khá là nhỏ nhẹ cũng như là thuận tiện cho việc bạn di chuyển. Đó chính là con ThinkBook 14G5 cộng 2023. Con này thì sẽ có chip là Ryzen 7 7840H này, RAM 16GB SSD 1T, màn là màn 14 inch và độ phân giải là 2.8K 90Hz. Em này nó sẽ tầm 22 triệu chắc là chơi game eSports là quá là mượt rồi. Nhưng mà với những tựa game 3A thì chắc là anh em hạn chế chơi trong thời gian dài nhá. Đấy, em này có cái card đồ họa là Radeon 780M thì nên là với các tựa game eSports là xử lý thoải mái. Các anh em không cần phải đắn đo quá nhiều trong việc chơi game eSports trên máy này. Còn thứ hai là nếu mà anh em cần chơi game nó try hard hơn, chơi những cái tựa game 3A gọi là dài hơi hơn ấy, thì có thể là có level LOQ 2023 rồi đấy, như mình giới thiệu ở trên ấy. Chip Ryzen 7 7840HS này, RAM 16GB SSD 512, card đồ họa RTX 4050 và màn là 15.6 inch Full HD 144Hz thì chơi cần gần như là hầu hết các tựa game ở thời điểm hiện tại rồi. Mà thực ra chính ra máy này là 8GB nhưng mà nếu mà anh em mua ở Normal Computer thì bên mình sẽ tặng thêm cho anh em một thanh RAM 8GB nữa. Đấy, phải là quá là ngon luôn. Bây giờ RAM 8GB thì hơi ít nhỉ. Bây giờ phải dùng 16 đi cho nó mới thoải mái anh em ạ. Normal là tặng luôn cho anh em một thanh RAM 8GB cho anh em thoải mái sử dụng. Đấy, thì với cái phiên bản này nó đang ở sẵn RAM 8GB và Normal sẽ tặng thêm một RAM 8GB nữa. Nó sẽ thành RAM 16GB luôn. Quá là ok rồi, bạn có thể suy nghĩ nhá. Ok. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo nhỉ. Ok, tiếp tục với một câu hỏi tiếp theo. Có một bạn hỏi trong cái top laptop gaming 15 triệu ấy, bạn có hỏi là 20 củ thì thi thoảng chơi FIFA này, GTA 5, ưu tiên lâu dài thì bạn dùng máy nào nhỉ? HP Victor có ổn không? Tầm 20 thì Victor là không ổn lắm đâu, Victor chỉ khoảng 18 thôi. Bây giờ lên 20 thì phải nhắm đến những con máy nó ngon hơn chứ đúng không nhỉ? Thì rõ ràng ở trên mình cũng đã giới thiệu một con rồi đấy là Lenovo LOQ 15-2023 ấy. Thì chúng ta sẽ có chip Ryzen 7 7840HS này, RTX 4050 này, RAM 16GB SSD 512. Màn hình của chúng ta là 15.6 Full HD 144Hz. Ê, mà nếu mà anh em mà muốn nó rẻ hơn một tí thì đấy rơi vào đúng cái tầm giảm một chút đi thì chúng ta sẽ có phiên bản là chip i5 đấy, chip i5 13420H đấy, RTX cũng giảm đi một tí, 3050 6GB RAM 16 và SSD là 1T, màn hình thì cũng tương tự thôi, 15.6 Full HD và 144Hz đấy. Trừ Victor thì tầm giá nó hơi dưới bạn ạ. Bây giờ hơi cũ rồi. Laptop cũng chỉ lệch nhau 1-2 củ là đã khác biệt phân khúc rồi. Đã lệch quá lệch nhau. 2 triệu là khác tương đối là nhiều về cái mặt cấu hình rồi đấy. Rồi. Ok. Đến câu tiếp theo nhá. Có một bạn hỏi cũng ở trong video laptop gaming 15 triệu vừa rồi ấy, là cho em hỏi máy nào dùng được 4 năm đại học không ạ? Cho ngành thiết kế đồ họa giá dưới 15 triệu màu nhìn đẹp. Đấy. Ok. Thì với đồ họa 15 triệu mà cần bền thì chắc là mình sẽ giới thiệu vài mẫu về nhà Dell trước đi. Nhà Dell thì có một em máy gọi là cũ thôi nhưng mà đây một cái chiếc máy á, em thấy là khá là ngon tại vì đây là một cái máy cứng cáp bền bỉ. Trong trường hợp mà bạn dùng trong cái quá trình học đại học mà các bạn dùng mà kiểu va đập hay là chẳng may bị rơi một chút thì đôi khi chúng ta vẫn có thể sử dụng bình thường, không gặp cái vấn đề hỏng hóc đấy. Đó chính là Dell Precision 5530. Thì em này sẽ có cấu hình là chip i7 8850H, RAM 16GB SSD 512, card đồ họa nó sẽ là Quadro P1000, màn 15.6 inch Full HD thôi.
À, thực ra cái con P1000 này ở thời điểm hiện tại thì thực ra nó cũng hơi cũ rồi, hơi yếu rồi. Nhưng mà đánh đổi lại thì các bạn lại được một chiếc máy cao cấp, một cái thiết kế cực kỳ là đỉnh cao luôn đấy. Mà em máy này thuộc dòng Precision nhưng nó lại cực kỳ mỏng nhẹ nhá. Anh em mang đi học, đi làm hay là di chuyển thì tương đối là thuận lợi. Còn nếu không thì anh em cần một cái cấu hình nó gọi là hiện đại hơn, mới hơn, khỏe khoắn hơn một chút thì sẽ có Lenovo IdeaPad Gaming 3. Thì em này sẽ có cấu hình là Ryzen 5 7535HS, RTX 2050, RAM 16, SSD 512 và màn là 15.6 inch Full HD 120Hz. Thế đấy, đánh đổi một chút thôi. Chúng ta có một chiếc máy nó sẽ không được cứng cáp, chắc chắn bền bỉ như Precision, nhưng mà được cái là cấu hình mạnh hơn, khỏe hơn, mới hơn nữa. Đúng rồi. Đấy. Rồi, 15 triệu đập hộp hàng mới luôn thì cũng là một cái trải nghiệm ok. Okay. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng nhá. Có một bạn bạn hỏi là cho mình hỏi laptop phù hợp cho dân văn phòng để phân tích số liệu Excel này, Power BI này và chạy mượt phần mềm kế toán nhân sự khoảng 15 đến 18 triệu. Thì nói chung là đã chạy văn phòng Excel các thứ thì đeo vã thôi, cứ đeo mỏng nhẹ mà chơi thôi. Thì mình sẽ giới thiệu cho bạn là Dell Virtuo 5630. Thì cái này là chuyên dành cho kế toán luôn, bởi vì chúng ta thứ nhất là có cái bàn phím số phụ này, nhập liệu cái đấy thì nó thuận tiện hơn, đúng không? Chứ cái phím số ngang ở trên, đúng không? Nhiều khi bấm nó cũng hơi khó dành cho những bạn mà làm kế toán, làm nhân sự rồi phải nhập Excel các thứ. Mà lại có cả cổng mạng LAN, bởi vì bạn đi làm công ty mà, rõ ràng là kết nối mạng LAN thì mạng LAN nó sẽ ổn định hơn là dùng Wi-Fi, đúng không nào? Và cấu hình cũng ngon nữa để chạy các file Excel nặng. Và một cái nữa mình cũng thấy rất là hay, đấy chính là màn hình của chúng ta là một màn hình 16 inch Full HD cộng. Màn hình to, nghĩa là chạy số liệu xong rồi kiểu Excel các thứ, mấy cái ô mà dùng màn hình bé, cái ô nó bé tí, số nó cũng rít vào nhau. Còn nhiều số liệu nữa. Xong rồi màn mà không đủ đẹp thì nhìn lâu còn hại mắt nữa. Thì đấy, điểm qua một chút về cấu hình thì chúng ta sẽ có là Core i5 này, 1340P, 512GB SSD và 16GB RAM. Đấy, và cái màn thì mình vừa nói rồi, 16 inch Full HD cộng, quá là ok. Rồi, và đó thì cũng là cái câu hỏi cuối cùng trong cái số hỏi đáp lần này rồi. Và mình cũng tư vấn được khá khá cho những bạn là cũng đang lăn tăn về việc là chọn máy nào cho bản thân đấy. Hôm nay thì em thấy tương đối nhiều câu hỏi các bạn lăn tăn về khoảng giá. Chắc là sắp đến Tết rồi, là chuẩn bị có thể là nhiều bạn sẽ có những cái công việc mới, có nhiều dự định mới thì chắc là cần mua, cần sở hữu cho mình những cái máy để phù hợp hơn với công việc. Rồi thì đấy, bạn nào chưa kịp hỏi ở trong số lần trước thì đây, số lần này thì các bạn cũng có thể comment này, đặt câu hỏi cho bọn mình và bọn mình vẫn luôn ở đây để giải đáp những thắc mắc cũng như là tư vấn cho bạn lựa chọn những chiếc máy phù hợp nhất. Và đừng quên là để lại một like, một subscribe cho kênh của Normal Computer cũng như là bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.